Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Dư Khải Minh. Và Dư Khải kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Ở lần video này thì tranh thủ lên like hoạt động buổi trưa anh em một tí. Rồi Khải định phát lương luôn nè. Phát lương tuần của Adder 2 bang thì được 74 kim. Thì chia cho hết tất cả 74 kim sẽ chia hết cho tất cả công trong một tuần của anh em. Đó, cứ một có bao nhiêu chia hết anh em nha nè. Rồi bây giờ thì Khải trong thời gian này đang Khải lên đảo anh em ơi. Đảo Tây Tỷ. Rồi, Sấu Dương Tình Hồng. Rồi chung bởi lãnh đạo quá trời nè mày. Ở xếp đồ lần này á thì xếp đồ lần trước á thì Khải được 70 chón và 45 chậm. Rồi còn lại là phun khắn lôi. Đó. Rồi, ở lần này thay đổi thì Khải sẽ thay đổi với vấn đề đó là Khải sẽ đẩy lên 80 chón, 80 chậm và khắn lôi. Thì không biết sự như thế nào anh em cùng xem thử nha. Đây nè mày. 80 chón, 80 chậm, phun khắn lôi. Đắt đầu là cây vũ khí này. Rồi cái bao tay này. Áo nè, giày nè, dây chuyền kim nè, ngọc bội kim nè. Rồi đâu còn một món nữa đâu. Đai chón nè, đai chón giống một nè. Đó được rồi, một đó, 40 chón, 40 chậm mà biết được khăn lôi được bao nhiêu. Đây khăn lôi được bao nhiêu, trời ơi, khăn lôi được 49 thôi em ơi, thảm cơ sợ luôn nè. Giờ đủ hiệu ứng thì khăn lôi nó lại mất nè. Còn lúc nãy khăn lôi được 75. Lúc nãy khăn lôi được 75 nhưng mà lại không đủ hiệu ứng. Thôi cứ trước mắt trải nghiệm như thế này đi. Rồi lên ngay mây bóp rồi cũng như là đi tống kim thì cắn lắc thôi nè. Giờ không biết sao rồi. Cái này sinh lực. Mang đôi giày này vô được 53. 53 khăn lôi. Đủ xanh. Được 100 sinh lực rồi nè. Đâu không biết cái nào hợp ý rồi. 19 khăn lôi 19 khăn lôi. Nói chung là 4 món khăn lôi 19 nè. 1, 2, 3, 4. Rồi 4 món khăn lôi 19. Hiện tại khăn lôi 19 là cao nhất rồi anh em. Hiếm lắm nè. Hello Trung Hiếu Trần, hello Xuân Trần, hello Linh Nguyễn, hello anh em mới vô nha. Rồi nón thì Khải mang nón chón 40 như cũ nè. Rồi mới mua cây vũ khí nè 7 kim. Gia truyền này trong bang anh em mới vứt cho. Sinh lực nỗ lực thôi, không có gà, không có cái gì cả. Rồi bao tay thì làm chậm 40. Đai lưng thì chón 40. Nói chung là Khải ưu tiên cái hiệu ứng chó như nè. Tại vì là anh em thấy không, trận tống kim không thể nào đánh nổi được vì hiệu ứng quá yếu. Rồi cái này để vô cho anh em mi đi, nó muốn làm gì làm. Rồi tại Khải mang sỉnh này thì Khải được 53 khắn lôi rồi nè. Không biết là tối nay đánh tống kim ra sao đây. Tại điểm. Rồi ok, bây giờ Khải sẽ tăng ít mana. Tại cái này thì sinh lực lực hơi thấp, không sao. Khải tăng khoảng tầm 50 mana, khoảng 8 cái 2 lực tay đi. Tăng lên thí mana nè. Rồi Máu được 3k6. Ok. Đó 80 chón 80 chậm. Đó mà hiệu ứng 80 chón 80 chậm đánh như thế này rồi nè. Rồi 82 lực tay. Đó cho anh em xem lại sẽ đồ này. Nón này thì Khải mua 3 kim. Vũ khí này thì Khải mua khoảng tầm 8 kim. Vừa rồi thì thằng em nó bán rẻ 7 kim là khoảng 10 kim. 2 món 10 kim. Áo này thì Khải mua 5 kim là 15 kim. Đai lưng này thì Khải mua 1 kim rưỡi là 16 kim rưỡi. Bao tay này Khải mua 5 kim là 21 kim. 21 kim rồi, cái giày này mua 1 kim, 22 kim. Nhẫn này mua 1 kim rưỡi, gần 22 kim rưỡi. Rồi cái nhẫn này Khải mua 1 kim rưỡi nữa. Là nói chung tổng set đồ này thì trên dưới khoảng hơn gần 25 kim nè. Gần 25 kim là đánh tống kim đó. Để tối nay thì đánh tống kim được không nha anh em? Trời ơi, 80 chón 80 chậm, một ước mơ ao ước khá là lâu rồi anh em ha. Tuy rằng khăn lôi hơi yếu nhưng mà Khải sẽ bù lắc kháng vào nha anh em. Thì tối sẽ đánh tung kim phải như thế nào nha anh em ơi. Vũ khí một dòng màu luôn. Rồi anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Và lần này lên đảo lần này thì cũng cố gắng hết sức anh em ơi. Sau này sẽ có đồ khăn lôi cao cao hơn á, Khải sẽ thay vào anh em. Thì nói chung là đáng lý là tìm cây vũ khí chón 40 thì nó sẽ lợi thì được một món khăn lôi ở cái ngập bội nữa. Nhưng mà tìm không ra nè. Nên là thôi, nên là cứ xài kiểu này đi. Rồi bù lắc ở tống kim thôi nè. Đại đồ chưa được đẹp lắm. Đây anh em xem video đừng quên đỡ lại cho Khải đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo theo dõi để xem trực tiếp của Khải vào lúc 7:30 tối ngày nha anh em ơi. Ok, bây giờ thì Khải đi hoạt động cái anh em ơi. Hoạt động một chút rồi tối tống kim thử nha anh em. Ok.